Nếu để nói về những thiết bị mà lắp thêm trên xe lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn hơn so với những cái công nghệ mà vốn dĩ nguyên bản theo xe thì có lẽ là quý vị các bạn sẽ không tin. Nhưng xin hãy dành vài phút để theo dõi video này và tôi tin chắc rằng bạn sẽ có một sự thú vị, một sự hài lòng nhất định. Video clip này thì cá nhân tôi và những người làm chương trình muốn gửi tới những khách hàng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng dòng xe VinFast. Và tôi tin chắc rằng 99% quý vị các bạn sẽ hài lòng với bộ sản phẩm mà chúng tôi chuẩn bị giới thiệu ở đây. Ngày hôm nay thì tôi rất đặc biệt cảm ơn anh Phương tới từ Bạch Đằng đã cho chúng tôi mượn chiếc xe VinFast Luxury SA 2.0 Turbo của mình. Một chiếc xe đã được cá nhân hóa rất nhiều và sau khi trang bị bộ sản phẩm này thì cái tính cá nhân hóa và sự thể hiện cái đẳng cấp khác lạ của anh Phương sẽ còn được thể hiện rõ ràng hơn nữa. Và các bạn biết hôm nay tôi muốn nói về sản phẩm nào không ạ? Đó chính là camera 360 độ. Có lẽ là camera 360 độ thì không hề lạ lẫm tại Việt Nam. Vài năm gần đây thì bộ sản phẩm như thế này nó đã xuất hiện rất nhiều trên thị trường. Nhưng nếu có một bộ sản phẩm có thể hiển thị và mô phỏng chính xác model xe, màu sắc xe, biển số và thậm chí cả những bộ tem theo kèm của xe thì có lẽ bộ sản phẩm này là duy nhất. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sản phẩm mang tên Camera 360 3D Sheffield LD900, được phân phối chính hãng và độc quyền tại Thiên Minh Auto Safety trên toàn quốc với 63 tỉnh thành và có hệ thống lắp đặt tại tất cả các thành phố lớn trên toàn quốc. Trước khi mà vào trong xe thì tôi muốn giới thiệu sơ lược qua một chút về cái nguyên tắc hoạt động của tất cả các bộ camera 360 trên thị trường. Và dĩ nhiên rồi, Sheffield LD900 thì cũng không ngoại lệ. Chúng ta sẽ có một hệ thống bao gồm 4 mắt camera được lắp đặt tại các vị trí như là logo phía trước này, hai bên tai gương và phía sau của xe. 4 mắt camera này thông qua một bộ giải mã tín hiệu và dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một hình ảnh mô phỏng rất là trực quan, sống động và dễ hiểu. Điểm đáng chú ý của cái mẫu Sheffield LD900 này mà có lẽ là nó vượt trội hơn so với tất cả những cái mẫu camera khác trên thị trường đó chính là hệ thống sử dụng mắt camera tới từ Sony rất là danh tiếng, cho một cái hình ảnh hiển thị rất là sắc nét. Và dĩ nhiên là khi chúng ta quay bên trong hay là bên ngoài, trời tối hay là trời sáng, ở điều kiện ánh sáng yếu thì chất lượng hình ảnh vẫn luôn được đảm bảo. Và khi thể hiện trên màn hình thì quý vị biết là nó có thể cho độ phân giải tối đa theo tiêu chuẩn AHD, tức là 1280x720. Và thường thì những hình ảnh như thế này nó sẽ hiển thị tốt hơn trên những cái màn Android hoặc là những cái màn có hỗ trợ độ phân giải AHD. Rồi, bây giờ thì tôi mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng vào trong xe đi, cùng chiêm ngưỡng xem bộ Sheffield LD900 này có những gì đặc biệt. Sau khi mà các bạn khởi động lên này thì chúng ta thấy đầu tiên là cảm nhận đầu tiên về độ sắc nét đi. Và quý vị thấy là chiếc xe được mô phỏng chuẩn như thế nào này. Lắc A này, màu xe này, rồi là các vạch dẫn hướng, vạch đánh lái này. Đấy, rất là chỉn chu và chất lượng cao. Bây giờ thì tôi muốn nói đến đầu tiên đó chính là 11 góc nhìn. 11 góc nhìn trên hệ thống này thì bao gồm là gì? Đây quý vị thấy là toàn cảnh từ phía trên xuống này. Để muốn thay đổi góc nhìn thì chúng ta chỉ cần xoay nhẹ cái núm này thôi sang góc thứ hai. Đây là cận cảnh phía trước đầu xe này. Đấy, đây là một tính năng rất hay, chính là mô phỏng cái góc nhìn trực quan. Có lẽ là nó phải lên đến tầm 170 độ, một cái góc siêu rộng như thế này, giúp cho chúng ta có thể an toàn hơn, đặc biệt là khi quý vị và bạn chúng ta di chuyển từ cái vị trí đỗ xe hoặc là từ cái những cái ngõ nhỏ mà ra đường lớn thì sẽ xóa bỏ hoàn toàn cái điểm mù, tăng thêm cái tầm quan sát. Đây là các vạch bên cạnh này. Ví dụ như này là bên trái này, bên tài đấy ạ. Quý vị thấy cái màu vàng này không ạ? Đây chính là cái vạch nó căn cái khoảng cách, giúp cho chúng ta không bị liếm lốp hoặc là bị va la răng vào bất kỳ cái vị trí nào. Và khi chúng ta đánh lái như thế này đấy, thì những cái đường dẫn lái nó sẽ hiển thị rất là rõ ràng. Tiếp theo để chuyển thì tôi lại tiếp tục tân an thôi. Tương tự bên trái thì chúng ta sẽ có cái bên phải, bên phụ này. Đây là sẽ là hình ảnh mô phỏng song song cả hai bên luôn, rất là dễ quan sát. Nên bên cạnh có những gì là chúng ta nhìn rõ ngay. Thậm chí quý vị thấy này, cái vỏ kẹo cao su nó còn rõ như này luôn. Đấy. Tiếp theo này
Tiếp theo này, chúng ta có cái góc nhìn phía sau. Đấy, cũng rất là toàn cảnh, gần như là không thiếu bất kỳ một cái chi tiết nào và nó hiển thị cực kỳ rõ nét. Tương tự như phía trước thì chúng ta có một cái phần gọi là góc nhìn siêu rộng ở phía sau. Góc nhìn siêu rộng ở phía sau này thì sẽ rất là hiệu quả trong trường hợp mà chúng ta lùi từ trong cái vị trí đỗ xe mà băng cắt ra bên ngoài. Lát nữa nếu mà có điều kiện tôi sẽ thử thực tế luôn để cho quý vị thấy là nó xóa điểm mù tốt như thế nào. Đây là phần cài đặt rồi. Đấy, đó chính là tổng thể có 11 góc nhìn trên cái mẫu Sheffield LD900. Quý vị thấy cái chất lượng hình ảnh này như thế nào thì vui lòng để lại comment cũng như là khích lệ cho sản phẩm Sheffield LD900 đến từ Thiên Minh. Thông thường ở trên những cái bộ sản phẩm Cam 360 khác trên thị trường ấy, chúng ta hay có một cái điều khiển nhỏ nhỏ như này, một cái remote. Cái đấy thì như thế nào? Thứ nhất là nó thuận tiện, bạn có thể mang đi mang lại bất kỳ vị trí nào. Nhưng mà nó có những cái bất tiện như thế nào? Thứ nhất là chúng ta không mất tập trung. Bây giờ quý vị hình dung là chúng ta không thể vừa lái xe như thế này và tay cầm cái điều khiển như thế này được để chúng ta quan sát. Cực kỳ mất tập trung và dĩ nhiên là nó không hề an toàn một chút nào. Ở cái bộ Sheffield LD900 này thì sao? Chúng ta có một cái núm xoay rất nhỏ như thế này. Đấy. Và có một điểm đáng chú ý này. Thứ nhất, đây là một kiểu kết nối không dây. Thứ hai, quý vị có thể dùng cái núm xoay này chúng ta gắn tại bất kỳ các vị trí nào mà chúng ta muốn. Tôi có thể gắn tại vị trí này bởi vì thuận tiện tay tôi, hoặc tôi thích tôi có thể gắn ở đây, tôi gắn ở đây. Có một điểm gắn rất dễ, đó là chúng ta chỉ việc bóc keo và dán thôi, không cần phải khoan đục lỗ hay là đi dây giống như là những cái bộ sản phẩm thông thường khác. À, cái nút xoay này thì sẽ dùng pin, và theo công bố của nhà sản xuất thì cái thời lượng tiêu chuẩn cho một viên pin này nó có thể lên tới 2 đến 3 năm. Với cái núm xoay thì chúng ta có thể làm gì? Thứ nhất này, chúng ta xoay như lúc nãy mà tôi vừa làm đấy, chúng ta có thể xoay như này để thay đổi góc nhìn. Tiếp tục chúng ta ấn như thế này này để vào cài đặt này, hoặc là khởi động cái camera lên. Đây, tôi ấn nhá. Đấy, quý vị thấy này, mô phỏng toàn bộ xung quanh xe luôn. Đẹp không ạ? Vingroup và các kỹ sư nhìn thấy hình ảnh này thì có thấy ấn tượng không? Mô phỏng công nhận là cái xe VinFast này nhìn từ mọi góc độ và kể cả những hình mô phỏng như này nó cũng rất đẹp này. Đấy, quý vị thấy. Được chưa ạ? Để khởi động các góc nhìn của Cam 360 Sheffield LD900 thì chúng ta có những cái phương thức như thế nào? Các bạn có thể ấn nút Hazard để chuyển này. Đấy, và khi ấn Hazard lên thì toàn bộ những cái cảnh này nó sẽ hiển thị hết. Đấy. Hoặc là thứ hai, chúng ta có thể dùng xi nhan bên trái thì dĩ nhiên là cam lề trái sẽ hiện. Xi nhan bên phải thì cam lề phải sẽ hiện. Thế tôi vào số lùi thì sao? Thử coi nào. Nếu ở đây mà tôi vào số lùi, quý vị thấy này, nó sẽ ngay lập tức nó hiển thị hình ảnh. Và nó có những cái vạch đánh lái như thế này. Đấy. Có một điểm đáng chú ý quý vị nhá. Quý vị có thấy không ạ? Cái hình ảnh này nó còn chuyển động theo. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái camera, cái mắt của camera nó sẽ liếc theo cái góc đánh lái để mở rộng cái tầm quan sát. Đây chắc chắn là một trong những cái điểm mà không phải một cái mẫu camera nào trên thị trường có được, gần như không có đâu ạ. Đấy. Quý vị nhìn thấy cái đường đỏ này không ạ? Đấy. Cái đường đỏ như thế này ở phía sau nó chính là cái vạch an toàn va chạm phía sau. Tương tự như thế thì ở phía trước chúng ta cũng sẽ có những cái vạch an toàn phía trước như thế này. Đấy. Với bộ sản phẩm Sheffield LD900 này còn có một tính năng mà rất nhiều khách hàng quan tâm cũng như là cần tư vấn. Đó là chính là khả năng mà ghi lại hành trình chuyển động và ghi lại hành trình khi mà chúng ta đã tắt máy. Điều này có thể thực hiện được không ạ? Bộ camera khác tôi khẳng định là không. Riêng Sheffield LD900 chúng ta làm được. Quý vị hãy xem này. Tôi sẽ vào phần cài đặt nhá. Rồi, quý vị chuyển đến phần video playback. Ở đây chúng ta sẽ có những cái gì? Tình trạng ghi hình, ở đây tôi đang để on. Quý vị hoàn toàn có thể tùy chọn tắt hoặc là bật tính năng ghi hình sau khi đã tắt máy. Như trên chiếc xe này thì anh Phương đang cài đặt sẵn là để chế độ on. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ có chuyển xuống phần cuối cùng nhé, là setting of car parking monitor này. Ở đây tôi sẽ ok, tôi đồng ý. Chúng ta nhảy vào phần cài đặt cao hơn, turn on, turn off này, để cho quý vị có thể bật tắt. Tiếp theo này, đây là thời gian ghi hình sau khi đã tắt máy. Chúng ta có thể cài đặt tối thiểu là 2 tiếng và tối đa thì lên đến 24 tiếng. Nhiều quý vị có hỏi tôi là khi mà ghi như thế, xe không nổ máy thì chắc chắn là sẽ phải sử dụng điện ở bình ắc quy. Thì liệu nó có tốn điện hay không, hay nó có hại bình ắc quy hay không? Dĩ nhiên là nhà sản xuất đã tính đến điều này. Chúng ta chuyển sang phần 3. Ở đây quý vị có thể cài đặt cái mức năng lượng còn lại trong bình ắc quy để chúng ta tránh hiện tượng mà bình ắc quy cạn kiệt. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất
thì ở đây chúng ta sẽ để đến mức tối thiểu là 12V. Khi nào bình ắc quy xuống đến mức tối thiểu 12V thì hệ thống này sẽ tự động ngừng và không tiếp tục ghi hình nữa. Quý vị muốn ghi hình sắc nét hơn, chúng ta hoàn toàn có thể chọn cái số lượng khung hình trên dây. Ở đây thì đang mặc định là một khung hình trên dây, có nghĩa là tương tự như việc mà chúng ta cứ một giây chúng ta chụp ảnh lại một bức hình. Quý vị hoàn toàn có thể tăng thêm hai khung hình trên dây và tối đa thì lên đến 12 khung hình trên dây. 12 khung hình trên dây thì nó đã xấp xỉ với cái tiêu chuẩn của một bộ phim đơn giản ngày xưa, tức là 24 khung hình trên dây đấy. Còn hiện tại bây giờ thì cao cấp hơn nhiều, 30, 60 và 240 khung hình trên dây. Đây, tôi muốn giới thiệu sơ qua về cái tính năng mà rất nhiều khách hàng quan tâm: ghi hình sau khi tắt máy. Đấy quý vị nhá, chúng ta muốn cài đặt thì hãy vào phần setting và chúng ta chuyển đến thành video playback. Rồi, sau khi mà trải nghiệm quanh quanh thì bây giờ chúng ta sẽ thử di chuyển trên đường nhá, xem cái mẫu cam nó sẽ hiển thị như nào. Đấy, anh em thấy cái góc siêu rộng phía trước này, kinh không ạ? Nó rộng hơn cả cái tầm nhìn của tôi rất 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 nhiều lần luôn. Đấy, cái này mà tôi đi từ trong ngõ ra như này cũng rất là ổn này. Trên thị trường ấy thì có một số các dòng sản phẩm cam 360 có khả năng tự động chuyển sang cái góc quan sát kiểu như thế này, nhưng mà quý vị thấy cái này nó nguy hiểm như nào ạ? Chúng ta đang tiến về phía trước nhé, và chúng ta nhìn như thế này thì có nghĩa là hình ảnh đang bị ngược. Đấy. Vật thực tế thì ở bên trái của tôi, ví dụ như cái xe tải đấy, quý vị nhìn trên hình nó lại ở bên phải. Này, chúng ta căn kiểu gì? Cái này không phải nó nguy hiểm đâu mà nó cực kỳ nguy hiểm luôn ấy. Nên là tốt nhất là không nên cứ tự động mà hiển thị như thế này, thật sự là cũng hơi nhiều yếu tố bất ngờ đấy. Nếu mà nó phải chuẩn ấy, đây, nó phải đặt chuẩn như thế này này thì chúng ta mới dễ căn này. Hiện tại thì cái bộ sản phẩm này bên Thiên Minh đang chào bán là 13.900.000 cho một bộ sản phẩm tiêu chuẩn, tức là chưa bao gồm các tùy chọn như là biển số này, tem xe này, màu sắc tùy chỉnh ngoại trừ màu đỏ, màu đen, màu trắng. Mức giá này tôi nghĩ là rất ổn. Như vậy là sau khi mà chúng ta dành thời gian khoảng vài phút để trải nghiệm sản phẩm này thì tôi muốn tóm tắt lại đôi chút về mẫu sản phẩm camera 360 3D Safeview là D900. Chúng ta sẽ có những cái gì? Đầu tiên, nếu quý vị đã xác định chúng ta sử dụng một bộ sản phẩm camera 360 thì nó không nằm lại ở cái yếu tố là công nghệ hay thẩm mỹ nữa, mà tính an toàn sẽ được thể hiện lên hàng đầu. Tính an toàn ở đây, đầu tiên chúng ta phải nói đến đó chính là cái độ nét, độ hiển thị. Thì Safeview LD900 có thể hiển thị tối đa ở độ phân giải HD đối với những cái màn hình mà hỗ trợ độ phân giải HD, ví dụ như những cái màn Android trên thị trường ấy, nó có độ phân giải rất tốt. Nếu mà quý vị sử dụng cái màn nguyên bản theo xe thì chúng ta sẽ có chất lượng hiển thị là Full HD. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là với bộ sản phẩm Safeview LD900 này thì chúng ta có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình thông qua hình ảnh mô phỏng. Hình ảnh mô phỏng này thì sẽ được mô phỏng chính xác theo tỷ lệ này, theo dòng xe, theo model xe, thậm chí là theo cả màu sắc. Hiện tại nếu quý vị lắp đặt tại Thiên Minh Auto City, chúng ta sẽ được miễn phí thiết kế 3 màu xe bao gồm màu trắng, màu đỏ và màu đen. Nếu quý vị thích những màu khác độc đáo hơn thì rõ ràng đó là những cái option mà theo kèm và chúng ta sẽ phải mất thêm chi phí, nhưng mà nó không lớn. Thứ hai là quý vị hoàn toàn có thể hiển thị cái biển số xe của mình, cái tem xe, và đó cũng là những option mất thêm phí so với bộ tiêu chuẩn. Tiếp tục nữa, đối với bộ sản phẩm Safeview LD900 này, chúng ta có tới 11 góc nhìn và có thể nói là nó xóa điểm mù cực tốt. Đặc biệt ở những cái góc quan sát, ví dụ như là khởi động xe thì chúng ta sẽ quét toàn cảnh 2 lần quanh xe này, hoặc là những cái góc siêu rộng 180 độ phía trước và phía sau để có thể giúp chúng ta an toàn hơn khi mà lùi từ vị trí đỗ hoặc là từ những cái đường ngõ nhỏ chật hẹp. 11 góc nhìn cho tất cả. Và đặc biệt hơn là chúng ta tích hợp tất cả những điều khiển, tất cả những thao tác chỉ bằng một cái núm xoay như thế này. Rất là tiện lợi và không kém gì những cái núm xoay nguyên bản theo xe của dòng CX5 hay là của Mac GLC. Đấy, quý vị thấy rất tuyệt vời, gắn tại bất kỳ vị trí nào cũng được, kết nối không dây thì nó thuận tiện như thế nào. Đây, quý vị thấy cái thao tác chuyển cảnh nó nhanh như thế này, gần như không có độ trễ này. Và tôi biết được là trên thị trường ấy thì nó có một số những bộ sản phẩm mà có thể nói là ra lệnh bằng giọng nói để chuyển cái góc nhìn. Nghe chừng thì cũng có vẻ là hiện đại, nhưng mà thực tế thì bây giờ chúng ta sẽ vướng phải những cái gì? Thứ nhất này, là tôi phải hình dung, là tôi phải nghĩ là tôi đang muốn quan sát ở vị trí nào. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là tạp âm này, rồi là
gió của điều hòa nó cũng sẽ cản trở. Cái thứ ba nữa là bạn sẽ phải phát âm thật chuẩn, vì đơn giản nó chỉ là một cái máy và bạn ra lệnh chuẩn thì nó sẽ chuẩn, bạn ra lệnh không chuẩn lẫn tạp âm thì nó sẽ không hiểu và không thể nào thuận tiện giống như cái nút thao tác chỉnh ở trên bộ Sheffield LD900 này được. Quý vị nhìn này. Đấy, tôi chuyển gần như là liên tục luôn và nó vẫn đáp ứng cái độ mượt mà như thế này. Cuối cùng nữa, đừng quên bỏ qua cái tính năng rất hay, đó chính là cái tính năng ghi hình hành trình khi chúng ta di chuyển trên đường, và thậm chí là ghi hình hành trình tối đa lên đến 24 giờ ngay cả khi chúng ta đã tắt máy. Đó, tổng kết lại thì tôi nghĩ rằng với những cái tính năng vượt trội như vậy thì rõ ràng là camera 360 3D Sheffield LD900 đang được phân phối tại Thiên Minh, nó sẽ là một trong những cái sản phẩm có thể nói là tuyệt vời nhất ở trong cái hệ thống camera 360 trên thị trường. Hiện tại nếu quý vị và khách hàng có nhu cầu tham quan tham khảo về mẫu sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline được đính kèm trên video, hoặc quý vị vui lòng truy cập website thienminh-autosafety.com để được tư vấn chi tiết hơn. Nếu quý vị muốn trải nghiệm thực tế sản phẩm này được lắp đặt trên các mẫu xe khác như thế nào thì vui lòng mời quý khách hàng ghé qua 88 Khúc Thừa Dụ ngay đối diện với cổng công viên Cầu Giấy để trải nghiệm thực tế sản phẩm cao cấp nhất đang được lắp đặt trên mẫu xe Mercedes GLC 250 của chính ông chủ Trần Thế Minh, chuỗi sản phẩm, chuỗi cửa hàng Thiên Minh Auto City. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý xem qua cái video này, và hy vọng là sẽ có những cái video tiếp theo để gửi tới quý khách hàng những cái bộ sản phẩm cao cấp hơn, thông minh hơn và an toàn hơn tới từ Thiên Minh Auto City. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.